Rồi đi lên coi như hai tô màu kìa. Nè để cho em lên nè rồi coi. Đi lên xuống. Rồi đi con, đi. Rồi chị hai đâu? Rồi. Rồi ôi đã quá. Cái đó là con lấy màu hồng đi. Ừ. Đâu? Ừ, lấy màu hồng rồi. Ừ. Su giỏi lắm á. Ừ. Màu hồng đâu Su? Ừ, vậy hả? Ừ. Đẹp không? Ừ, rồi. Cái mình đâu? Cái mình con lấy màu màu xa, màu 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 tím đi. Ờ màu tím đúng rồi đó. Nè cho lấy nè mới cũng mới mua cho Suka cái ghế luôn nè. Đó là hai chị em mọi người. Con lỡ lấy ghế đó qua đây, lấy ghế qua cho em ngồi đi. Để cho ngồi bên đây nè. Rồi. Rồi ngồi đi ca, ngồi lên con. Học bài giống như chị hai đi. Ngồi vô. Rồi ngồi con ngồi lên đi. Ngồi lên đi con cho đẩy vô. Rồi ngồi học bài đi.